Chào các bạn đã đến với vlog tiếp theo trên kênh của mình. Thì hôm nay mình có một tin vui gửi đến mọi người đây. Team mình sẽ đón nhận thêm một thành viên mới. Bạn Phong. Em qua đây quay vlog chung với anh đó. Gần chí đâu? Em cũng không biết nữa. Sớm giờ em gọi điện liên lạc với nó hoài luôn mà không được. Kỳ vậy mà nó có để lại dòng tin nhắn này nè, anh đọc đi. Đọc có quán. Coi bộ nó quay phim cực khổ vất vả quá. Với lại mỗi khi up clip nó thường lên xem, thấy mấy bạn bình luận chửi này nọ, nó buồn, nó áp lực, nó chịu không nổi nên nó mới nghỉ đó. Trời, mới quay phim chưa được năm nữa áp lực nghỉ luôn rồi. Rồi bây giờ không lẽ nó làm lại nghề bánh mì cũ ta? Em nghĩ chắc vậy quá. Anh thần ơi, giờ nói đi, một bạn học sinh giỏi thôi cũng phải chịu áp lực từ gia đình và nhà trường chứ huống chi những người làm việc cho mạng xã hội như tụi mình. Đúng rồi. Chỉ khi nào chúng ta chịu được áp lực lớn và vượt qua được thì mới hình thành thành những con người có năng lực. Anh cứ yên tâm, Chí đi á thì còn có em. Có em nữa nè. Thôi mày lấy tay mày ra đi mẹ ơi. Để ý nha các bạn, những cái clip trước đó mình chế tạo cái gì cũng thành công hết á, còn lúc mà chung team với con cu tí này nè, tham gia cái gì là thua cái đó à. Rốt cuộc bữa nay là quay clip gì mày nói đi, để anh em chuẩn bị cho nè. Series sáng tạo. Cuối cùng mình cũng hiểu nguyên nhân tại sao anh Chí bỏ trốn các bạn ơi. Toàn làm mấy chủ đề hắc não của mình. Trời ơi, sao anh không làm mấy cái clip như câu cá cắm trại cho nó dễ? Làm mấy clip này chi cho nó nhức cái đầu? Đúng rồi đó, anh em toàn đứng trong mấy khu vực an toàn không? Mình phải tiến sang những cái lĩnh vực khác để mà trải nghiệm thì mới có những cái bước tiến mới. Mày muốn độc đáo vậy? Ừ. Có giỏi á thì làm theo yêu cầu của cô giáo thủy này đi. Cái gì? Nếu anh Chinh chế tạo ra được một con robot biết đi bằng bút 3D thì em yêu anh luôn. Mà cô giáo này đưa ra hư hách gì bá đạo dưới trời. Sao mà mấy anh em mình có thể làm được, đúng không anh Vinh? Anh làm được. Dạ anh em chung đợi anh Vinh này. Thôi mày lấy cái tay mày ra đi à. Thầy anh. Lần này Phong sẽ vào chung team mình. Hai anh em mình chung đội Phong ơi. Đi coi hai anh em mình chung đội nha. Cô Tí, để anh nói cho mày nghe này nè. Sao? Cái clip này á, em chỉ cần đứng ngoài nhìn thôi, đừng có đụng cái tay vô. Chừng nào anh nhờ làm cái gì á thì em hay làm cái đó, nhớ chưa? Em biết rồi. Nhớ những lời anh nói. Em biết rồi. Nó hoài. A few moments later. Cái gì vậy cô Tí? Sao không chịu ra tiếp anh đem đồ vô làm? Ngồi đây nghiên cứu gì mà mặt mày nhăn nhó dữ hả? Cái chiếc xe kem này á là bại tướng của tàu quả anh bữa. Coi làm gì nữa. Hôm bữa mình thua các bạn, tôi về tức dữ lắm. Không hiểu tại sao chiếc xe kem mình chạy niễn con bên à. Có gì đâu khó hiểu. Các bạn nhìn đi, cái đầu xe làm quẹo qua bên gì nè, không chạy niễn niễn cũng uổng à. Lần này là mình thử thách chế tạo con robot biết đi chứ không phải là robot. Chết rồi anh Quang ơi, hai anh em mình lạc đề rồi. Tính ra cái clip này là làm con robot biết đi mới đúng. Cái này dễ mà em. Thì mình sẽ thay thế con hình nhân đạp xe kem thành con robot kéo xe lôi. Đơn giản chưa? Hay quá anh Quang ơi. Tính ra là hai bánh xe lôi nè, nó sẽ hỗ trợ cho con robot mình nó chạy vững hơn và nhanh hơn á. Chuyện này hai anh em mình hẳn chắc rồi. Còn cái gì nữa? Lấy hai ra đem làm tiếp lên. Cho anh Vinh ơi, em nghe cái đội bên kia xì xào tính làm con robot kéo xe lôi, nó chạy nhanh lắm. Rồi anh có cái biện pháp nào để mà đối phó chưa? Em nghĩ thử đi, như chiếc xe á, nó càng nhiều bánh nó mới chạy càng nhanh. Còn này con robot không biết nó đi có vững không đó, ở đó cho kéo chiếc xe lôi làm gì. Vậy ý anh là chỉ làm một mình con robot thôi đúng không? Đúng rồi, làm một mình con robot thôi cho nó chạy lẹ. Ê hai huynh đệ, chút xíu nữa làm xong con robot là mình sẽ thi đấu với nhau coi con nào chạy nhanh hơn nha. Chắc em sợ à. Không, em đi lấy tờ giấy với cây viết ở đây, anh sẽ vẽ ra con robot rồi mấy anh em mình làm theo. Ok anh, chờ em tí xíu. Xong, xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bản phát thảo hoàn chỉnh của mình. Đó, cô Tí, nhìn vô đây coi có đóng góp ý kiến gì không em? Này gì á? Bộ anh vẽ con robot đi cà kheo hả? Giỡn mặt hả mày? Cái này là cái chân của nó đó. Gì vậy? Anh vẽ gì mà xấu với anh Quang? Ừ, hay quá vẽ luôn đi. Em nói giỡn thôi em ăn á, chứ mình không biết vẽ đâu các bạn. Rồi, giờ anh phân chia công việc luôn nha. Rồi. Cái phần trước là con robot anh sẽ làm, cái phần sau á, chiếc xe kéo em sẽ dùng cái bút 3D để vẽ lên. Ok chưa? Anh hỏi ok chưa? Ok. Sao nhỏ vậy? Ok. Ê, có sao anh Quang? Rồi, cái gì anh? Ok, lớn dữ mày. Rồi, anh nói nhỏ. Giật mình. Thank you.
mình đã làm xong những miếng như vậy các bạn. Bây giờ chỉ cần ghép lại là thành chiếc xe lôi rồi. Tính ra cái cây bút 3D này nè, nó cũng dễ sử dụng thiệt. Mình muốn tạo hành hình gì cũng được trơn á. Bây giờ mình sẽ ghép mấy này lại nha. Đẹp quá. Anh Quang, anh làm xong chưa? Gần xong rồi em, đang ghép mấy cái khớp chân nó lại nè. Rồi, em cũng gần xong rồi nha. Xong. Giới thiệu với các bạn, đây chính là con robot mà chút xíu ha anh em mình sẽ làm nè. Anh Vinh ơi, cái con robot của anh bộ nó trông thiếu Lâm Tự ra hả? Sao mày nói vậy? Cái đầu nó chọc lóc nè. Cái đầu chọc nó không có tóc thì nó mới nhẹ. Nghe robot mình nó mới chạy lẹ. Chà, coi bộ cái đầu chọc này khó làm dữ rồi nha. Để em làm cái bộ phận này cho. Sao mày khôn dữ vậy? Vậy thì khi mà em làm cái đầu nhớ gắn giúp anh hai cái bóng đèn led ngay hai con mắt nó nha cho. Ok. Đi làm đi em. Là trời, hàng chặt công dây điện có tí xíu mà nó cháy luôn hai cái đèn led rồi các bạn ơi. Bây giờ mình đi lấy hai cái bóng đèn led khác nha. Đây, hai bóng led cháy rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đem qua trên Vinh gáp vô để thử nha. Anh làm tới đâu anh Vinh? Vừa xong con robot với đôi giày luôn rồi đây nè. Trời ơi, cái đôi giày gì mà nó bự vậy? Rồi sao mà robot nó đi nổi? Cái đôi giày lúc đầu anh tính làm nó còn bự gấp mấy lần gì nè em. Đôi giày càng bự con robot nó đi mới càng giỡn. Mà anh có thử con robot này chưa? Nó có đi được không? Thử làm gì? Mày không tin anh sao? Mày nhìn đi, đây nè. Wow, nó chạy rồi nè, đã như vậy. Bây giờ em chỉ cần cho anh 30 giây nữa, đợi anh gắn cái đôi giày này vô là mình có con robot rồi. Xong chưa anh ơi, em nôn lắm rồi, đi thử liền đi. Từ từ mày, cái gì đâu đâu. Đâu. Bật công tắc lên cho nó đi. Đây nè, đây đó. Để xuống. Bỏ xuống nè. 1, đâu đâu. 2, 3. Trời ơi, nãy anh nói nó đi được mà. Sao giờ nó nằm ngửa nó gặp bụng luôn rồi kìa. Chị ta. Coi bộ cái đôi giày này nó bự nhưng mà nó nhẹ. Thành ra con robot mình nó không giữ thăng bằng được rồi các bạn ơi. Rồi làm sao? Em lấy cho anh vài cục đạn, anh nhét ở cái đầu đôi giày cho nó ghi con robot lại rồi, coi. Rồi em đi lấy liền, chờ xíu. Ơi kỳ ta. Có bánh xe này các bạn, thì mình sẽ xỏ nó qua nha. Đó. Gắn cái bánh phía bên này vô, cho hơi hở xíu, chấm keo sắt vô, xay thử bánh này. À, nó xay được nha các bạn. Giờ mình sẽ nhấp bỏ phần hờ nha. Em làm xong chiếc xe lôi nè. Anh Quang, anh làm xong con robot chưa? Gần xong rồi em. Mình đã hoàn thành hai cái chân cho con robot rồi nè các bạn. Chỉ cần ráp lại nữa là xong rồi. Cô Tí. Dạ. Nãy anh nhờ em làm đôi giày cho con robot đó, có làm chưa? Em làm xong rồi. Nè các bạn, đôi giày bao thời trang bao đẹp luôn nha. Gì vậy? Mày giỡn mặt với anh á hả? Sao anh? Các bạn nhìn đi, cái chân mình làm bự vậy nè, trong khi đó con cô Tí làm đôi giày có chút xíu vậy. Mày mang sao vừa mày? Trời đất ơi, cái con robot bao lớn mà anh làm đôi chân bự như vậy. Thì cái chân càng bự con robot mình nó đi càng vững chứ sao em? Dạ. Rồi để em làm lại đôi mới nha. Hết thời gian rồi. Bây giờ em giúp anh gắn cái mái che vô chiếc xích lô này.
còn mình sẽ ráp tất cả những bộ phận còn lại của con robot nha các bạn. Rồi để em làm cho. Nhanh giùm anh đi. Keo đâu anh Quang? Đây nè. Anh nhớ là hàng kỹ kỹ nghe, để đang đi con robot nó xuất cái chân ra là hô luôn đó. Cái miệng mày nói xui nữa. Dán cho nó bít lại nha. Vậy nó mới chết. Để em coi coi cái đội bên kia làm sao mà hắn hai anh em mình. Mấy thằng cà khịa hay thua lắm. Anh nói một câu các em mất hết ý chí luôn á. Lo làm đi kìa. Nhanh giùm cái nha. Thì sẵn tiện mình sử dụng bút 3D mình vẽ cái ngôi sao màu đỏ, dán lên ngực của con robot nhìn cho nó iPhone coi. Tiếp theo là lấy ít keo nến dán lên cái cần cổ, ịn cái đầu của nó vô. Đó đó đó, bật công tắc phát. Phải vậy. Xong chưa anh ơi, nãy giờ em đợi lâu lắm rồi đó. Xong, đảm bảo thành công 100% luôn. Nhìn đi. Rốt cuộc lại là cái con robot này nó bị làm sao vậy? Hồi nãy thì nó nằm ngửa, nó gập bụng. Bây giờ sửa xong rồi thì nó đứng lên dậm chân tại chỗ. Em nghĩ là anh nhét đá vô đây nhiều quá, nó nặng nó đi không nổi. Đâu anh thử lấy hết đá ra ngoài coi. Hợp lý nè. Giờ mất công thiệt chứ, giờ phải đổ đá ra nữa nè các bạn. Để em thiều ra cho. Đó. Quá trời đá luôn nè, thấy không? Lấy đá ra xong rồi còn phải là giá dài lại nữa. Rồi hết rồi. Rồi chuẩn bị cho anh cái bút 3D đi em ơi. Dạ. Nè, đi ra ngoài thử cái cô tí ơi. Đi anh ơi. Ồ, robot nó đẹp kìa. Rút kinh nghiệm từ những lần trước thì lần này những chi tiết của con robot mình làm cực kỳ kỹ lưỡng luôn. Bảo đảm với các bạn là nó hoạt động rất tốt luôn nha. Sao anh không gắn cái đầu con robot vô luôn? Thì bây giờ á mình cứ thử nó đi em. Chừng nào con robot mình nó hoạt động tốt á thì gắn cái đầu vô cũng chưa muộn mà. Khoan Quang ơi. Gì nữa? Trước khi thử nghiệm á, em cũng có mấy điều muốn nói với cô giáo Hỷ á. Nói gì nữa? Cô giáo nè, lỡ như mà con robot của cô Tí có hắn con robot của anh Vinh á thì không biết cô giáo ấy định chuyển sang. Nói gì vậy em? Mày có đọc kỹ cái bình luận chưa? Người ta nói á là khi nào làm được con robot biết đi thì yêu Vinh chứ có yêu mày nào đâu ảo tưởng. Ý anh nói làm tim em tan nát quá Vinh Quang. Kệ mày chứ. Rồi, cái nhiệm vụ của em bây giờ á là lo support anh làm sao cho con robot này nè nó hoạt động thiệt là tốt. Ở đó xàm xí đú hoài. Rồi thả xuống đây coi. Đó. Hoạt động coi. Trời ơi nó chạy ra luôn nè. Ôi, quá ngon lành. Bây giờ để kiểm tra lại lần cuối coi con robot này còn thiếu sót gì không. Em biết rồi. Cái bánh xe nó hiếu cái câm nè. Mày nói đúng. Thì anh làm em hết hồn cho anh Quang. Mưa luôn kìa. Thôi chạy vô nha. Vô nhà lẹ ơi. One hour later. Chỉ cần gắn cái đầu vô cái nữa là xong rồi các bạn ơi. Dịnh giùm anh cái cô tí ơi. Em dịnh chiếc xe cho. Đó. Dán đường cho anh nãy nha anh. Rồi biết rồi, lo dịnh đi. Ồ. Đẹp quá. Sao? Quá đẹp. Rồi mình đã hoàn thành con robot kéo xe nè các bạn ơi. Rồi con robot của đội anh Vinh làm xong chứ mày. Ra đấu nè hết thời gian rồi. Trời đất ơi, cái đội bên kia làm xong rồi kìa anh Vinh ơi. Rồi, con robot thứ dữ nữa. Hết nhét đá rồi giờ tới nhét giấy xúc vô luôn. Anh để ý rồi, sáng tới giờ chung đội nha mà không bao giờ nói những cái câu mà khích lệ tinh thần anh em hết á. Mày nói những câu làm anh em nhục chí quá nha. Thôi bây giờ đi đấu luôn nè, đem ra đấu với đội bên kia luôn. Dứt luôn nè, đi luôn. Robot đội bên kia sao rồi? Robot mặt ngáo của mình là làm xong đó các bạn. Bao phê, bao nhanh, bao mạnh. Ta set up cái trường đua xong rồi giờ mới tới. Rồi bấm máy quay hết chưa vậy? Xong hết rồi, nay chơi kèo gì đây? Rút kinh nghiệm thua riết sợ rồi, không chơi nữa mày. Quá nhát luôn trời. Cãi tôi nhát mà sống thọ, cầm rồi, này đi Phong ơi. Bước xuống, mở máy hoạt động nó đi. Máy bóp mở xong hết rồi. Ê, tránh ra chỗ khác, xui lắm để. Đó xui lắm, tránh xa ra giùm tôi một cái đi. Hoạt động ngon lành nha các bạn. Rồi, Phong hoạt động chưa em? Nè. Nó chạy chậm vậy. Kệ tôi, nó chậm nhưng mà nó đi thẳng. Rồi chuẩn bị nè. 1, 2, 3, dứt. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Thôi sao đi. Có biết cá cho cá. Khoan, để mở lại. Đi tiếp thôi. Đi tiếp, đi tiếp. Cái con robot mình chơi gì trơn mà nó xúc linh kiện rồi nè anh Vinh. Gì kỳ vậy trời. Bây giờ thi đấu lại hay sao? Thi đấu lại đi mấy đại ca ơi. Chế tạo robot con robot tôi nó bị lỗi chút đỉnh. Để lại cái nữa đi. Gớt linh kiện ra. 1, 2, 3, thả. Cô lên. Con nó bị gì vậy kìa? Này nó xúc luôn cái đầu rồi. Không xong rồi. Trời giờ ơi. Giờ đi đấu tiếp không? Gì kỳ vậy cha? Ủa anh nhờ. Xúc cái cục điều khiển luôn rồi. Chạm coi. Rồi gì kỳ vậy trời? Nhưng mà nó còn đi nó được. Đi được nè. Thôi kệ nó, cục đầu không quan trọng, quan trọng là bộ máy còn hoạt động. Chạm đi cũng không? Trời ơi, gì kỳ một cái nữa. Tôi chưa một. 1 2 3 dứt. Mày đi trước. Hả?
Tao không cần mày chấp mày, mặc dù thua cũng phải có lòng tự tôn. Cố lên. Cái con này bộ bị điếu gì á? Đó luôn kìa, từ. Mặc dù nó đi hơi chậm thiệt nhưng mà cuối cùng vẫn về tới đích nha các bạn. Trời rồi luôn. Cái con robot của người ta nó đi thẳng như vậy nè. Ừ. Còn con robot của mình nó đi cái đầu nó lắc qua, lắc lại người chừng nào. Để tôi nói cho anh em nghe nè. Hồi lúc mình còn nhỏ mình đi ra ngoài đường nó có phải cha mẹ mình thường có câu là con đi đâu đó làm gì cũng phải biết ngó trước ngó sau không? Đúng rồi. Ừ thì con robot tôi chủ yếu là vậy. Đừng có đổ thừa nữa Vinh ơi, robot mày chế tạo vậy là lỗi rồi. Đúng mày, thua luôn mày. Ông nói gì nữa trơn á. Rốt lại là cái mục đích cuối cùng là tụi mình vẫn hoàn thành được những con robot biết di chuyển. Nhưng chẳng qua nó gặp chút xíu trục trặc thành ra nó đi không có thẳng thôi các bạn. Thì cái clip này nếu mà các bạn thích thì đừng quên đăng ký kênh, bấm like và bấm vào cái chuông ủng hộ Tiên Người Lớn của mình nha. Hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye, bye.